xin chào các bạn hôm nay sóng tình yêu gb cũng sẽ quay trở lại với các bạn à, trong những cái chủ đề liên quan đến tình yêu hôn nhân và tháo gỡ những tình huống khó khi mà bạn à, gặp phải những cái khúc mắc như thế à, trong cái video lần này của mình thì mình sẽ dành riêng cho người vợ có chồng bị hư hoặc là có chồng đang ngoại tình à, có một người chồng mà bạn đang cảm thấy không như ý và rất đau khổ vì cái hành động của anh ta đang gây cho bạn những cái sự tổn thương à, trước khi mà mình chia sẻ với các bạn mình sẽ cùng muốn kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nó rất là liên quan đến thực tế khi mà các bạn muốn thay đổi một ai đó muốn thay đổi cái hoàn cảnh của bản thân thì chúng ta cần hiểu những cái điều cơ bản trước các bạn nhé ví dụ khi mà các bạn ăn một tô phở ở cái tiệm phở này và tiệm phở khác bạn có sự so sánh bạn so sánh là cái tiệm phở này ngon hơn tiệm phở kia và bạn cũng thấy rằng cái tiệm mà nấu ngon thì được nhiều người đến ăn nổi tiếng bán hàng khấm khá vậy bạn có đặt ra một cái câu hỏi là tại sao cũng là bánh phở cũng là hương liệu cũng là nước rồi cũng là rau cũng là cái hương vị phở tại sao quán này lại được người ta thích hơn mà quán khác lại không được như vậy tại sao quán này ngon mà quán khác lại không ngon cái điểm trọng tâm nhất đó chính là cái cách người ta nấu món đó đúng không nào vậy thì khi mà bạn đối diện với tình trạng chồng hư à, hay là chồng ngoại tình hoặc là một người chồng à, có những cái tính khí mà làm cho bạn cảm thấy bạn bất hạnh trong hôn nhân những người phụ nữ khác người ta cũng có một ông chồng bạn sẽ cho rằng ôi cái người đàn bà đó người ta gặp may bởi vì người ta gặp mà người đàn ông học thức làm sao bạn biết được có những người đàn ông rất là học thức nhưng mà lại có cái tâm địa hẹp hòi thì sao tất cả mọi người đàn ông đều có cái điểm khó thay đổi của chính bản thân người đàn ông đó nữa nên các bạn đừng có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc của mình nó không ở nơi mình mà hạnh phúc của người khác mới là của mình có nghĩa rằng các bạn không thực sự hiểu đúng về cuộc sống tất cả con người của chúng ta ai cũng có những tính xấu tính tốt chẳng qua là người khác có một cái hoàn cảnh khác so với bạn nhưng mà người đó cũng phải đối diện với những cái khó khăn của họ trong cuộc sống của họ nữa bạn nhé chứ không có nghĩa là người ta hạnh phúc hơn bạn là người ta chẳng bao giờ gặp phải cái điều gì không như ý hoặc là người ta chẳng bao giờ biết thay đổi những hoàn cảnh của họ đâu có những người đàn ông có chữ nghĩa đó mà hành xử rất là kém nhưng mà do vợ người ta có cái cách chỉnh sửa như thế nào đó đã làm cho người đàn ông thay đổi và tốt hơn khi mà có họ là vợ vẫn nói với các bạn một điều rất là quan trọng nè không có một người mẹ nào dạy cho con trai mình sống như thế nào nói như thế nào đối xử với vợ như thế nào bằng hành động thực tế hết người ta chỉ dạy con qua lời nói thôi nhưng chính bạn là người vợ khi sống cùng với chồng bạn là cái người đưa ra yêu cầu đòi hỏi mong muốn chồng của bạn tốt với bạn thì bạn chính là người thầy đầu tiên hướng dẫn người đàn ông đó tốt với bạn nếu người đàn ông đó không có ý thức và nếu mà bạn không xem trọng cái phương pháp huấn luyện hoặc là thay đổi hoặc là chuyển hóa hoặc là uốn nắn chồng thì bạn dần dần sẽ rơi vào một cái thế là chồng càng ngày càng hư mà bạn càng ngày càng khổ vẫn biết rằng chúng ta có rất là nhiều hoàn cảnh khó thay đổi khó nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi được vẫn có rất là nhiều người đàn ông sau những lần hư đốn vẫn quay đầu là bờ vẫn có thể chỉnh sửa được quan trọng là chúng ta biết cách chỉnh sửa hay không em bé mà bại não mà dạy nó mà nó còn biết múa sau vòng 5 năm mà mình đã từng đi xem những cái cuộc thi như vậy đó người ta hướng dẫn một người không thể làm được một em bé không thể làm được làm được những cái chuyện phi thường như thế thì một người đàn ông đã là chồng của bạn đã là cha của những đứa con của bạn bạn lại chẳng thể thay đổi và cảm hóa được anh ta thì rõ ràng bạn thực sự chưa biết khách và hôm nay sóng tình yêu gb sẽ chia sẻ cho bạn bảy cái cách chính yếu để thay đổi một cái hoàn cảnh mà bạn đang cho rằng bạn đang rơi trúng vào cái điểm xoáy điểm đen của cuộc hôn nhân mà bạn không biết cách thao gỡ cái cách nó rất quan trọng có thể nói là à, bí kíp phương pháp cách thức những gì đưa ra mà có thể cải thiện được hôn nhân của bạn trở nên tốt đẹp hơn thì đó đều là cách và phương pháp hết có rất là nhiều cách để thay đổi người khác à, cách đầu tiên mà sóng tình yêu gb chia sẻ với bạn đó chính là mạnh hơn người để mà thay đổi người tức là à, có những người phụ nữ À, tính cách mạnh mẽ hoặc là người ta đã yếu đuối trước rồi người ta đã thường van xin năn nỉ nói những lời hay nhưng mà làm cho người đàn ông đó không có sáng suốt được nhưng mà họ thay đổi cách thì làm cho người đàn ông đó tỉnh có những cái cách mà khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn dữ dằn hơn nhưng mà lại làm cho người ta tỉnh táo có những khi chúng ta van xin người ta người ta không có tỉnh người ta không sáng được mà nhiều khi chúng ta phải tát họ họ mới tỉnh được bởi vì có nhiều người á cái liều thuốc nhẹ nó không có hết bệnh mà chúng ta phải áp dụng cái liều thuốc mạnh thì nó mới hết hoặc là có nhiều người các bạn nói nhẹ không có nghe mà ép người ta vào cái tình huống khổ đau tan vỡ đánh đòn mới chịu nó có nhiều em bé đó cha mẹ nói ngon nói ngọt nói thế nào cũng không nghe vậy mà sợ cái roi đét vào mông một cái là tự nhiên à, hoảng hồn sợ cái cái roi chính vì biết em bé nó nhát đòn nên người mẹ À, hăm dọa là đánh con thôi chứ không có phải là đánh nhưng mà biết được điểm yếu của người ta mình sẽ có thể thay đổi được người đó bạn nhé. Cách thứ hai đó chính là Mưu hơn người để mà trị người. Cái việc trị ở đây có nghĩa là trị liệu á, giúp cho người ta hết bệnh, giúp cho người ta hết hư, hết xấu. Có những cái ông chồng gọi là bảo thủ vì kiếm nó được nhiều tiền, à, có những người đàn ông à, hay giỏi tài nhưng mà dị tính tức là không phải là khó tính nhé, khó tính là sống sạch này, sống đúng này, sống chuẩn mực này. À, mà dị tính với chướng tính nó là cái kiểu dạng như là quái tính vậy đó, nó khác thường, nó lạ lạ làm sao á, nó kỳ kỳ làm sao, nó không có giống nhiều người. Thì à, chính vì đôi khi chúng ta có những cái ông chồng như thế mà chúng ta lại không có mưu trí hơn người đàn ông đó, chúng ta không biết cách giúp cho anh ta nhận ra cái sai của anh ta vì cái bảo thủ của anh ta tức là chúng ta tạo ra cái tình huống để anh ta nhận ra anh ta sai trong cái điều anh ta làm chứ chúng ta không cần phải cãi nhau với họ cho mất công bởi vì người đàn ông mà đã bảo thủ thì họ không có muốn nhận cái sai cái dở của mình không có muốn khoe những cái điểm xấu của mình cho người khác nghe họ là những cái người mà thiếu tự tin nên họ rất là sợ người khác chê mình chính vì họ quá quan trọng về cái điều đó nên họ biến họ trở thành cái kẻ bảo thủ Chính vì chúng ta không mưu trí hơn người bảo thủ, không giúp cho họ nhận ra những cái điểm yếu của họ một cách khéo léo, thì vô tình lại càng làm cho họ bảo thủ hơn, càng làm cho họ ngã mạn, kiêu căng hơn nữa. Chính vì vậy, khi mà bạn có một ông chồng như thế, bạn phải suy nghĩ ra cái cách làm sao để thay đổi ông chồng. Cách thứ ba, đó chính là khó với người để mà giáo dục người. À, mình kể cho các bạn nghe câu chuyện khó với người để giáo dục người là sao có một người vợ có rất là nhiều tiền nhưng mà khi lấy chồng cô ta không cho chồng cô ta biết là cô ta có nhiều tiền bởi vì cô ta nghĩ rằng cái việc mà cô ta có nhiều tiền sẽ làm hư cái mối quan hệ của chồng cô ta nên là cô ta để cho chồng cô ta cùng với cô ta có một cuộc sống bình dị sau đó rồi làm ăn rồi cô ta cho thêm tiền của mình vào trong cái cuộc làm ăn đó thì coi như là À, hai vợ chồng cùng đóng góp chứ mới lấy chồng về mà cô ta đem một đống của mang về đắp lên người chồng thì có phải là làm cho người chồng hư không làm cho người chồng không trân trọng cô ta không làm cho người chồng ý lại không vậy mà người vợ đó đã giúp cho chồng sống khổ sống khó khăn để cho người chồng đó có nghị lực yêu thương vợ thì đó có phải là người vợ khôn không chúng ta có tiền mà không biết sử dụng đồng tiền không biết giúp cho người khác thay đổi à, bỏ đi những cái tính xấu để mà phát triển những cái mặt mạnh của họ trong cái cuộc hôn nhân vậy là chúng ta chưa biết nhắm vào cái ưu điểm để làm cho người khác trở nên tốt đẹp hơn đó chính là những cái cách mà giúp cho người khác một người xấu có thể trở thành người tốt là như vậy khó với người để mà giúp người để mà giáo dục người nó cũng có nghĩa là khi các bạn giúp đỡ ai trong cái tình huống họ cần giúp đỡ nhưng các bạn biết không cái thái độ của bạn giúp đỡ không đúng lúc sẽ làm cho người ta ỉ lại và người ta nhu nhược thêm mà thôi à Khi mà các bạn à, yêu một phần trăm tức là đầu tư tất cả tình cảm của mình vào cho người đàn ông đó bạn có chắc là bạn sẽ thu lại được một phần trăm không Nếu mà bạn đầu tư 100% phần trăm mà bạn nhận lại được một phần trăm tức là bạn không phải là người có đầu óc kinh doanh bạn đầu tư 20% phần trăm mà bạn thu về một phần trăm bạn mới có lời người phụ nữ chúng ta cũng vậy các bạn khi mà các bạn à, khó với người ta tức là bạn đưa ra một à, phần trăm ít số lượng ít mà bạn thu về nhiều thì bạn mới có lợi khi mà bạn đưa người ta vào tình huống khó để bạn đạt được những cái giá trị trong cái mục tiêu đề ra thì bạn mới thực sự là người thành công trong cái việc mà bạn muốn làm điều đó cách thứ tư là dụ dỗ người để chuyển hóa người à, có nhiều người á có cái tâm hồn nhỏ bé hẹp hòi ích kỷ à, có nghĩa là thấy cái món lợi nhỏ thì ham nhưng không đủ khả năng để nhìn ra cái món lợi lớn hơn trước mắt vì lòng tham đó các bạn chính vì vậy mà có nhiều người nắm bắt được cái điểm yếu của chồng mình à, chuyển hóa chồng mình ở ngay cái điểm yếu của anh ta à, có một cái câu chuyện có thật đó chính là cho tiền để niệm phật bởi vì người ta nhìn thấy cái người kia rất tham chỉ cần cho tiền thì người đàn ông đó sẽ niệm Phật. Mình cho tiền người đàn ông đó niệm Phật. Người đàn ông đó khi mà đã giác ngộ, đã thành Phật thì lại không cần tiền. Đấy, cái vấn đề chính yếu là như vậy. Có những người đàn ông người ta thích nghe nói ngọt bởi vì người ta có cái điểm yếu là như vậy. Thì những người vợ phải nhắm vào cái điểm yếu của anh ta để chuyển hóa anh ta đừng có sai, đừng có là một người đàn ông xấu nữa. Vì cái cách của chúng ta áp dụng đúng với cái đối tượng đó thì cái đối tượng đó sẽ thay đổi tức là thuốc đúng thì hết bệnh thuốc sai thì không hết bệnh muốn cơ thể gầy xuống muốn giảm cân muốn diet thì chúng ta phải tập luyện và giảm ăn uống và kết hợp sống điều độ thì cái điều đó mới hiệu quả còn làm khác đi thì đâu có đúng phương pháp đâu mà lại đòi giảm cân đúng không các bạn cách thứ năm đó chính là khen người để người làm theo ý mình có rất là nhiều uh, lời khen đã biến chồng trở thành một người đàn ông giỏi giang đã biến thành uh, một người đàn ông bản lĩnh yêu thương vợ con vì sao vì người vợ luôn khen chồng để cho chồng biết rằng uh, anh ta rất là có giá trị trong gia đình em rất là cần anh uh, gia đình này rất là cần anh anh là một người đàn ông rất là giỏi uh, hoặc là chúng ta có thể nói những cái câu mà Chúng ta sống ở trong môi trường của chúng ta nó hợp với cảnh của chúng ta. Ví dụ như là anh ơi anh 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 giúp em này hay quá vì em không biết làm cái này. Không có anh em làm không có được. Chẳng hạn tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta nói cái lời cho nó phù hợp với cái không gian, với cái môi trường, với cái tính cách của người đàn ông đó nữa. Bản thân sống tình yêu GB cũng vậy. Mình là cái người không có giỏi về nấu bếp nhưng mà mình đã áp dụng cái cách này để khen anh xã của mình và anh xã của mình đã trở thành một đầu bếp trưởng cho ngôi nhà của mình và anh ấy thường hay chỗ tài để nấu những cái món ăn ngon cho vợ con cùng thưởng thức có phải là mình cũng được lợi mình cũng được hưởng cái phước ké đó không đó chính là mình nhìn vào cái năng lực của người khác mình công nhận cái cái sự cống hiến của họ mình nói những cái lời thật lòng chứ không phải là khen không có đúng sự thật bởi vì mình biết người đó có ưu điểm như vậy thì mình khen vào cái ưu điểm của họ để làm cho họ trở nên tốt đẹp hơn à, ngày xưa cũng vậy các bạn có một cái bài hát đó cái anh này anh ca không có hay nhưng mà cái cô nàng đó cô khen nhiều và thật nhiều rồi cuối cùng anh này anh đi học làm nhạc sĩ là như vậy đó cái điều thứ sáu đó chính là an ủi người để giúp người lớn mạnh và tự tin các bạn thân mến trong cuộc sống của chúng ta đàn ông hay đàn bà cũng có lúc sai lầm có những lúc làm ăn thua lỗ có những lúc lụi bại có những lúc thất bại có những lúc chúng ta bị người khác làm cho chúng ta tủi hổ chúng ta bị thất bại chúng ta cảm thấy bơ vơ bới với nhưng mà cái lời an ủi của người bạn đời đúng lúc động viên làm cho người khác cảm thấy an tâm vì chồng của chúng ta đang sợ hãi vì chồng chúng ta đang lo lắng vì chồng chúng ta đang khổ sở vì mất đi một số tiền lớn mà người vợ lại cứ sâu xé cay nghiệt chửi bới la hét gào thét có làm cho người đàn ông đó bình tâm được hay không Tiền cũng đã mất rồi Hoàn cảnh cũng đã xảy ra rồi Nhưng chúng ta chẳng có thể cho họ một lời nói An ủi họ Thì chính bản thân người đó cũng cấu gắt Vì cái thất bại của anh ta là Anh ta đã tự trừng phạt mình Anh ta đã khổ tâm lắm rồi Mà người vợ lại không có biết điều Không có hiểu ý Mà lại còn đổ dầu vào cái đám lửa Có phải là cháy cả nhà Cũng chẳng thể ra được một cái phương pháp tốt trong cái thời điểm người ta khổ sở nhất, những cái lời nói an ủi đã giúp cho bản thân, những người đàn ông lấy lại cái niềm tin sức mạnh và có cái nghị lực để mà tiếp tục hoàn thành những cái điều mà anh ta đã xa. Có những người đã từng không có tiền, đã từng sống rất là khổ, đã từng phải đi nhặt vé chai, đã từng phải bán vé số. Nhưng mà vì những cái lời an ủi của người khác, vì những cái lời nói động viên của người khác mà trở nên lớn mạnh chính bản thân bạn cũng vậy có những lúc các bạn bị khiển trách các bạn làm một cái điều gì đó sai các bạn được ai đó an ủi các bạn được ai đó tin tưởng rằng bạn sẽ thay đổi được hoàn cảnh xấu giống như sóng tình yêu gb này sóng tình yêu gb cũng sẽ an ủi bạn khi mà bạn làm sai rồi nâng đỡ bạn khi mà bạn lỡ làm những cái điều không đúng và mình an ủi các bạn và mình tin rằng các bạn có thể thay đổi được bản thân các bạn trong cái hoàn cảnh đó các bạn chỉ cần cố gắng lên cố gắng ngày hôm nay đi ngày hôm nay vượt qua được một ngày là đã tốt đẹp lắm rồi chúng ta vượt thêm một ngày nữa và chúng ta vượt thêm một ngày nữa vượt thêm một ngày nữa vậy là chúng ta làm được những cái điều mà chúng ta đạt ra rồi cách thứ bảy đó chính là nhẫn nhịn người để giúp người không sai lầm người đàn ông á tính người ta rất là nóng tính người ta rất là cương và có nhiều người á không có muốn cuối mình nhận lỗi và đặc biệt đàn ông á những người đàn ông mà không có dẻo miệng gọi là không có đĩ miệng á, thì người đàn ông đó không thể nói được những cái lời có cánh không có nói được những cái lời mà khiến cho người phụ nữ êm tai và muốn nghe nhưng mà người phụ nữ là vợ lại không hiểu cái điều này mà cứ ép cứ muốn ông chồng mình nói những cái lời tử tế hoặc là nói những cái lời văn hoa cái người đàn ông người ta đã thô cạch người đàn ông đã không giỏi giao tiếp người ta không thể làm được cái điều như thế đâu chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu cho cái điểm yếu của chồng vậy thì chúng ta làm sao chúng ta giúp chồng nói chúng ta mớm cho chồng nói anh nói với em câu này là nghe nó hay hơn không ví dụ như có một số người đàn ông khi thấy vợ bệnh thì hỏi vợ rằng em uống thuốc chưa uống thuốc chưa hay là không muốn uống thuốc đây người ta mua rồi mà không uống thuốc ví dụ như ông chồng nói như vậy thì hả người vợ nói như thế này anh ơi nếu mà anh nói với em rằng hả anh anh nói vậy nè em ơi em uống thuốc đi Em uống thuốc đi rồi cho anh đỡ bất lo Anh thương em lắm Thì có phải cái lời nói đó làm cho em sướng rơn không Anh thử nói coi em có uống thuốc không anh Đó chúng ta mớm cung cho họ <laughs> Giống hệt như chúng ta nói Để mà chúng ta làm một cái ví dụ Để cho người đàn ông đó thay đổi Tức là chúng ta phải đưa ra cái điều mà chúng ta muốn nghe Cho người đàn ông đó Thì người đàn ông đó từ từ mới biết là nói như thế nào Để cho bạn muốn nghe chứ Đúng không Bạn thì muốn nghe Nhưng mà bạn không hướng dẫn người khác nói cái gì thì làm sao mà người ta biết nói đúng không nào đừng có trách người ta không biết nói mà trách rằng mình không biết hướng dẫn cho họ để họ nói theo giống hệt như chúng ta dạy con vẹt vậy đó con két hay là con sáo vậy đó chúng ta phải dạy nó cảm ơn nó sẽ nói cảm ơn chúng ta dạy nó i love you thì nó nói i love you bạn không có nói ra những cái mong muốn của bạn thì làm sao mà người ta biết là người ta sẽ nói gì để cho bạn thích đôi tai vừa ý đúng không nào cái đó là những người vợ phải nên suy nghĩ lại nhé cái việc mà nhẫn nhịn người khác để cho người khác không sai trong cái tình huống người đàn ông nóng tính là đúng nhưng mà các bạn luôn xem cái việc mà các bạn chấp nhận các bạn ôm giữ những cái khổ đau các bạn không có giúp cho người đàn ông thay đổi các bạn cứ cam chịu chịu đựng thì đó không phải là cách để giúp cho chồng các bạn thay đổi những cái tính xấu cái đó không được xem là cái phương pháp để chỉnh sửa một người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn và trưởng thành hơn trong hôn nhân mà cái đó lại làm cho chồng bạn sai hơn làm cho cuộc hôn nhân của bạn xấu hơn và chính bạn là người sẽ trở thành nạn nhân hứng chịu tất cả những cái điều sai trái và cái điểm xấu của người đàn ông là chồng của các bạn với các bạn đấy những người vợ có hiểu được điều này không các bạn phải xem cái công việc mà thay đổi chồng trong cuộc sống hàng ngày bằng lời nói bằng thái độ bằng cái cách mà bạn truyền đạt để cảm hóa để thay đổi người đàn ông đó là một cái công việc mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện vợ chồng à, tổng thống bill clinton khi mà người đàn ông thấy vợ của mình đi đổ xăng ở cái cây xăng mà người tình của vợ trước đây à, làm thì anh ấy mới nói rằng à, ông tổng thống bill clinton mới nói rằng bà may mắn lấy tôi mới được là tổng thống thì bà mới à, nói lại rằng ông phải nói ngược lại mới đúng nhờ lấy tôi ông mới được là tổng thống cái điều mà mình muốn truyền tải đến những người vợ đó chính là người vợ của ông tổng thống nói như vậy chứng tỏ là bà ấy khẳng định rằng cái việc mà bà ấy ảnh hưởng đến ông chồng làm cho ông chồng trở nên có giá trị và tốt đẹp như ngày hôm nay là điều có thật vậy thì những người vợ như chúng ta đã thực sự xem cái việc mà uốn nắn chồng thay đổi chồng chỉnh sửa chồng tức là chúng ta làm chủ cuộc hôn nhân của chúng ta như là một công việc hàng ngày hay chưa hay là từ trước đến giờ bạn lấy chồng mà chẳng nghĩ gì hết chỉ đi lo làm việc rồi lo dạy con rồi sống một cuộc sống bình thường bạn có thực sự định hướng được cái cuộc hôn nhân của mình không bạn có thực sự có nắm bắt được cái kế hoạch cuộc đời hoặc là các bạn có thật sự tập trung vào cho cuộc hôn nhân của bạn nó sẽ đi theo cái hướng nào chưa bạn có hình mẫu để trở thành một người phụ nữ là vợ như vậy chưa và bạn muốn người chồng của mình là người đàn ông như thế nào bạn đã làm gì để người đàn ông từ lúc khi mà vừa rời vòng tay của cha mẹ đến với bạn đã trở thành một người đàn ông như thế nào có những người đàn ông rất giỏi sau khi vào tay bạn bạn đã biến họ như thế nào có những người đàn ông rất là hư, nhưng mà khi vào à, hôn nhân có một người vợ khéo léo, giỏi giang đã biến người đàn ông hư đó trở thành một người đàn ông tài. Vậy thì người vợ phải đặt ra cho mình một cái câu hỏi là bạn có thực sự làm một cái bài tập cho cuộc đời của mình hàng ngày bằng cái việc mà bạn chuyển hóa thay đổi những cái tình huống, những cái điều xấu của chồng bạn hay chưa? Bạn thực sự có cải thiện được cuộc hôn nhân, cuộc sống của chính mình hay không? Hay là từ trước giờ bạn chưa từng tập trung và chưa từng nghĩ đến cái điều này Đây là những cái điểm trọng tâm trong cái việc mà khi chúng ta bước vào hôn nhân Khi mà chúng ta đang có một cuộc hôn nhân có vấn đề Thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại những cái điều chúng ta đã từng làm Đã từng nói, đã từng hành động với cái đối tượng mà chúng ta xem là chồng Chúng ta xem là quan trọng Hôn nhân là quan trọng Nhưng thật sự bạn có chú trọng vào cuộc hôn nhân của chính mình hay không? bạn có thực sự xem cái việc thay đổi chồng là một cái công việc cần thiết hay là không chúng ta không thể tự nhiên mà giỏi mà chúng ta phải rèn luyện chúng ta phải tập luyện và chúng ta phải thay đổi từng ngày bạn có là người tác động đến cái sự thay đổi của chồng hay không và cái sự tác động của bạn thực sự nó có đúng hay không nữa đây là những cái điểm trọng tâm trong cái việc mà bạn muốn thay đổi một người khác đừng oán hận rằng Người đàn ông đó phải hiểu, người đàn ông đó phải biết có những người đàn ông không biết, vậy thì bạn hãy hướng dẫn cho họ, bạn hãy là một người bạn đồng hành để chỉ dẫn cho họ hoặc là một người thầy giỏi để hướng dẫn cho họ, bạn nhé. Đừng oán trách bất cứ điều gì mà chúng ta phải nhìn vào những điều chúng ta đã làm, nếu mà có sai thì chúng ta sửa lại, bạn nhé rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của sóng tình yêu gb trong ngày hôm nay đặc biệt là những người vợ đang có chồng ngoại tình sống với tình nhân thì đừng có tập trung vào cái người thứ ba hãy tập trung vào cái việc xây dựng lại bản thân của chính mình đừng đuổi theo con ngựa để bắt con ngựa về sống ở sa mạc hãy biến mình thành cái bãi cỏ non xanh mượt mà để khi con ngựa đó chán trường quay ngược trở lại mới thấy rằng gia đình là cái nơi mà anh ta cần ở lại bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn, hãy tặng cho mình một like nếu bạn thấy video này có ý nghĩa và có giá trị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.